Hello anh em, thì sẵn cái clip mà mình đang mở bảo dưỡng cái con CBR1000 thì mình sẽ chia sẻ với anh em nhìn một con xe. Thứ nhất, hai vấn đề là nhìn cái con xe này, đúng là phân tích xe này, ốc ác mọi thứ là liền hết nha anh em. Đó, và không có dấu hiệu mở ra anh em. Chú để giùm con trên cái bàn đó chú. Có ai ăn đồ hủ nè, anh mời nè. Cái thứ hai, một con xe cũ á, ngoài cái máy người ta bao là chưa mở đầu ra rồi, anh em có thể mở dàn áo đi kiểm tra. Còn không, anh em nhìn những cái đồ còn lại mà nó đồng bộ á thì nó là ok ha. Điện dàn điện dưới là zin đúng hết nè, từ sạc rồi lại đè zin nè, sạc zin nè đó, hộp cầu chì zin dắt dung rồi còn rất là đẹp ha. Nó tới dàn điện trên cái ốp mà để cách nhiệt ha. Cái miếng cách nhiệt đây là vẫn còn ha. Đó, tí xíu mình mở anh em coi độ dưới mới chát rồi nè, rất là mới và gọn gàng. Sẵn qua ốc dàn đầu ha, đó còn đầy đủ hết. Có dàn áo thì nó hơi nhão một chút đó. Có không sao, mình nói vậy, dàn áo nó hơi tệ một chút rồi. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với anh em những cái vấn đề mà anh em rất là thường gặp ở cái xe mô tô và những cái xe đời mới bây giờ. Có rất là nhiều người báo bị lỗi trên đồng hồ, cái đi xóa lỗi còn không bích lỗi, nó bích cái đèn nó lại để làm gì anh em không hiểu vấn đề. Và rất nhiều người tiệm nó làm theo ý của anh em, tại vì anh em không có hiểu được cái tại sao nó lại báo lỗi, báo những cái lỗi giống như lỗi check bình thường, lỗi check nè, lỗi check, lỗi ABS rồi này kia. Đó, nó hiện lên đồng hồ, anh em thấy vàng vàng, anh em khó chịu, anh em xóa đi. Đó, đó là những người lái người ta mới làm như vậy. Còn bản thân cái đồng hồ đó, khi mà nó báo check như vậy để nó cảnh báo cho mình biết được là đang có vấn đề xảy ra, để mình mở, mình kiểm tra lại. Đó, nếu cái tiệm đó mà người ta set được cái lỗi cho anh em, reset được cái lỗi cho anh em đó, thì cái đó chắc chắn một là chú ơi tắt giùm con cái loa, một là đã có sự giống như xe đời mới có sự tháo rồi ra, giống như là tháo cảm biến oxy hay là tháo cái vấn đề ra gắn vô chưa đúng, hoặc là gắn vô rồi nhưng mà mình chưa có tắt hết điện nguồn, nó sẽ bị báo lỗi, mình xóa được. Nhưng mà đa số lỗi ở đây là do anh em đang chạy mà nó báo lỗi. Một là tới cái kỳ service báo check á, là nó xăng gió nó không đều thì nó báo trên đó. Hai, 90% là nằm ở cái bình. Nói với anh em, mình giải thích cho anh em rất là nhiều lần mà anh em không chịu hiểu ở cái bình. Anh em gắn cái bình nào lên cũng được, nó cùng kích thước là được. Cái của xe mô tô mà gắn cái bình xe nhỏ lên cũng ok. Đó, nó ok đây là nó nổ được anh em, nhưng mà nó đang nổ ở không ổn định. Giờ mình sẽ bao nhiêu tiền chung? 30 thôi chung. Rồi, dạ con cảm ơn. Dạ, cái ví dụ như cái bình Gobe hoặc là cái bình GS dòng xả tức thời, nó thường chỉ có 200 mấy thôi, có 200 mấy thôi, đó là dòng xả tức thời. Còn dòng xả ổn định của một con xe nó ghi ở trên cái bình. Dòng xả ổn định ví dụ như là cái bình này là 190 cc cho 9.1 ampere giờ, đó là cái dòng xả ổn định. Và cái dung lượng của nó là 9.1 ampere giờ. Hai cái con thông số này là thường phải là cái thông số chính để mình coi, mình kiểm tra nó có đủ cho xe đó hay không. Với cái học bình của xe này thường chỉ đi cái loại TTZ10S thôi, tại vì học bình nó thấp. Đó. Thì cái bình này đã đủ cho con xe này rồi. Đã đủ rồi nha anh em. Và anh em muốn gắn thêm một cái cặp đèn nữa thì phải coi lại. Cái này phải coi lại.
thì nó gắn cũng được, nó sẽ tuổi thọ của bình nó sẽ thấp đi, ví dụ như 3 năm nó sẽ còn lại 5 rưỡi 2 năm, tùy theo anh em bật nhiều bật ít đó. Và cái tuổi thọ của sạc mâm lửa nó cũng vậy, dựa trên một cái nguyên lý là cái bình ổn định này nè. Còn mình đang nói lại là cái bình GS như cái bình Gobe, thường những cái xe dành, những cái bình nó dành cho xe tay ga, xe nhỏ thì nó sẽ không ghi cái dòng xả, nó chỉ ghi ampe giờ thôi, à, bình 9 ampe cái đút vô. À, cái này là những cái người bán hàng người ta không rõ vấn đề, ta không có hiểu về kỹ thuật, không có hiểu về rõ về cái sản phẩm người ta đang bán, người ta chỉ muốn bán cái sản phẩm người ta đang bán thôi, bán được là được rồi. Nó cùng một cái chỉ số ampe cái đút vô, cái này 9 ampe, bình này bình 9 ampe, bình 7 ampe, bình 5 ampe, nó dành cho xe phân khúc xe nhỏ. Anh em gắn vô đây với một cái dòng xả tức thời của một cái bình Gobe hoặc là bình GS 9 ampe, nó cũng được 200 mấy cc, đó là tức thời nha. Còn cái bình này nó tới 300-400 cc là gần tức thời á, nó gấp đôi luôn đó. Thì gắn vô cái bình này vẫn nổ máy được cái bình tay ga. Nhưng hiện tại nè, những cái chức năng điện của nó lúc mà cái bình còn mới nha, thì nó còn cầm cự được, chạy qua 1-2-3 tháng á, cái tự nhiên anh em thấy báo lỗi check, anh em không biết gì. Ủa bình tôi mới thay mà. Ủa bình mới thay. Cái xe này là xe chưa có ABS đó. Đó. Mà đi xóa lỗi mấy bữa cũng bị lại. Vậy mình làm gì? Mình không biết nguyên nhân gốc gác của nó là tại sao nó bị check, báo check. Vậy mình đi xóa lỗi mỗi lần 2 xị 3 xị, thợ một nó không biết, hai nó mày nói nhiều khi khách không nghe, ba mày cứ vậy đi, tao tới mà lần 2-3 xị tao cắm máy vô tao bấm kiểu reset cái là ok. Nó ai hay ai dở. Xe này không ABS còn đỡ nha, gặp cái xe có ABS nó hư cụm ABS không là vậy, do đi không đúng. Anh em để ý đi, tùy theo những cái chức năng trên xe, cái xe càng có nhiều công nghệ, đồ nó càng lớn. Đồ càng lớn là gì? Motor bơm nè, cụm ABS lớn nè, motor bơm lớn nè, công suất lớn nè. Giống như con BMW mà gắn cái bình TTZ 10S là vẫn thiếu nha anh em. Bình của nó cung cấp là phải là TTZ 14S, 230 cc, dòng số ổn định 11 ampe giờ, 11 ah đó. Gắn cái này vô vẫn được, nó hơi yếu, chỉ có được 80% của cái bình, nhưng mà vẫn đỡ hơn với hình GS Gobe. Bởi vậy nhiều người hư hoài là vậy. Anh đợi em xíu nha. Cho nên mình sử dụng và mình bán hàng mà mình không rõ, mình tư vấn khách hàng thì cái thiệt hại là khách hàng. Đó, thì từ từ bây giờ ai cũng sẽ biết rất rõ rồi, nó không giống như hồi xưa nữa. Những người bán hàng như vậy thì họ sẽ chỉ bán được cái mức đó thôi, họ không bán được nhiều hơn, họ không bán được xa hơn đó. Còn mình thì mình từ từ anh em hiểu là tự động mua, chứ giờ nói làm sao bây giờ. Đó, những cái ví dụ như con 300 phân khối thì nó dòng xả ổn định là mua cái bình là tầm khoảng 115-125-135 cc, đó nó thường nó có mức đó. Còn những cái con 650 mới của Thái Lan á, 650 của Honda Thái Lan á, thì nó là cái bình nó là cùng kích thước với cái bình TTZ 10S nè, nhưng mà nó chỉ có ABS nha, nó chỉ có 165 cc thôi. Thì cái bình đó mình gắn cái bình TTZ 10S này nè vô thì nó còn ngon hơn nữa, đi được thêm cặp đèn tôn nữa đó. Anh em thấy như vậy, mình phải biết cái như vậy. Còn cái những cái con này mà có ABS thì bắt buộc phải gắn cái bình 190 cc, còn không có ABS thì mình gắn cái bình 190 cc, mình dư được cặp đèn tôn đó. Nó vậy thôi, nó đủ cái bình, nó đủ dòng xả cho tất cả các thiết bị điện trên xe. Còn con BM cụm ABS nó bự chà bá. Còn cái con này là có con CBR có ABS nha, mình khuyên đừng nên câu đèn tôn. Còn nếu anh em muốn câu đèn tôn phải đổ cái hộp bình cho nó bự lên, gắn cái bình 230 cc TTZ 14S. Lý do gì? Lý do là cái cụm ABS của con này nó tới 3 cụm lận, nó tới 3 cụm, nó cần điện nhiều lắm. Đó, giống như BM vậy, cụm ABS nó chà bá như vậy, motor nó chà bá, đồ nó chà bá không. Đó, và các thiết bị điện trên xe nó rất là nhiều.
cân bằng điện phục trước phục sau rồi ha, rất là nhiều thứ nó xài tới điện, gắn cái bình nó vô hư hết, không có hiểu rõ gì hết, giống như đi câu đèn mà không coi bình vậy. Người đó là đi học chiêu chứ không phải là đi học nghề, rất là nhiều chỗ đi học chiêu biết được như vậy, không biết đúng hay sai, không biết nó như thế nào. Gắn được khách là lấy lúa thôi, đâu phải hư liền đâu, chừng nào chập cháy nó mới hư liền, còn không á, như vậy á, nó đang xài trên cái sự may rủi theo thời gian sử dụng của cái thiết bị điện đó. Đó, mình đang câu thêm mà câu qua ở dưới này nó cũng đang là thật sự là chưa đúng nè, nhưng mà vấn đề khi mà cái rủi ro nó xảy ra thì nó chỉ đứt cầu chì thì mình thay cầu chì là xong, còn cái kia nó đứt là nó dính IC luôn, sau ổ khóa xe đời mới là dính hết, rất là nhiều xe rồi đó, xe trong hãng bị dính 3 con, cuối cùng đi cứu được 2 con hư IC luôn, 2 xe mỗi xe cứu được đó. Nói ra thì mình đâu có ngại đâu anh em, mình nói cái gì là có sách mất cái chứng đó, anh mình là cái người cứu 3 cục IC đó và rất nhiều con IC của những cái xe khác đó. Thích thì bực ra nói luôn, nói để cho mình anh em mình phải để ý để mà mình thay đổi cái cách câu, chứ không phải nói là để dìm hàng nhau đó rồi lên ấy. Nhưng mà mình những cái mình nói như vậy người ta bị quê rồi, người ta ghét mình rất là nhiều thứ vì họ làm sai đó. Biết dẫu biết rằng là ở đâu cũng sẽ có cái rủi ro, ở mình cũng thế, mình sẽ nhận khắc phục lại nó à, chứ không phải mình nói ra là mình không có rủi ro, mình không có sự sai lầm à, đó không phải một mình làm à, và những người thợ thì họ có lúc này lúc kia à, thì những cái lúc họ sơ xuất bắt buộc cái trách nhiệm đó là mình phải chịu, nhưng cái phần rủi ro bên mình rất là thấp à, rất rất là thấp, lâu lắm mới có một cái vấn đề đó, mình cũng đã chịu trách nhiệm với cái khách hàng và khắc phục những cái mà rủi ro đó, mà nó không phải là rủi ro lớn, nó không đáng kể à, rủi ro không đáng kể, tức là rất là nhanh. Rồi những cái làm xe anh em phải coi những cái nguyên vật liệu người ta thay cho mình à, từ cái bôi keo, từ cái keo có đúng hay chưa, keo có xịn hay chưa, hay là keo ngoài chợ 50.000 tiếp, 70.000 tiếp, còn keo bên mình là mấy trăm ngàn tiếp thôi. Những cái keo mình ron mình làm máy là mấy trăm ngàn tiếp. Chung em bỏ đó em coi cái giắc sạc của mình. Mở ra hết, còn là hết. Nên nhìn cái bên này là thấy mình vui rồi. Cái miếng này mà còn thường mấy ông giục hết. Đó, dắt sạc đồ ok hết, điện ok, thấy xe ok rồi, thấy good rồi đó. Giờ có cùng lắm là giờ lọc gió và buji nữa thôi, mình chỉ tốn hai cái đó thôi. Lọc gió và buji nữa. Còn mấy cái vệ sinh này thì mình cái nguồn vật liệu và cái công. Cái tầm cái xe này thay nhớt, thay nước, kiểm tra lại hết, bảo dưỡng hết, mặt đạn bánh rồi hết luôn á, bố thắng rồi hết luôn, bình bọng rồi hết, thì tầm khoảng mười mấy triệu đó. Cái lọc nhớt không đạt nữa, lọc nhớt cùi bắp nữa, thay lọc nhớt khe đen cho em, chưa có cái dịp để mà mở ra à, mấy cái cục lọc nhớt của mình anh kêu cắt ra để đâu hết. Lọc nhớt này không có đạt chất lượng nha, lọc nhớt này không đạt chất lượng à, mình rảnh mình sẽ nói về cái lọc nhớt, bữa giờ chưa có thời gian nữa, phải cắt nó ra, phải cho anh em nghiên cứu thấy được cái bên trong, mình nói cái gì là phải mách, là phải có chứng đó. Phải rõ ràng ra để anh em nhìn thấy đó, anh em mới hình dung được, anh em hiểu được, chứ còn nói không không đó, giống như mình đang đi bán đồ KN mình chê mấy thằng này là đồ giả nè, gắn lọc nhớt giả, có mang tên là cái lọc nhớt, nhiều người rất là bị, nó cũng là mang tên cái bố thắng, nó cũng là mang tên cái lọc nhớt, giá này rẻ hơn thay vô, mà trong khi cái hiệu năng không có, mình không biết nó hư cái gì, hư luôn cục máy luôn chứ hư cái gì. Lọc nhớt không đạt thì giờ nó đâu có lọc được cái
cái dơ ở trong cái nhớt đâu, với lại cái tuần sức nhớt qua nó không đủ, làm sao nó lên trên đầu đó. Tại sao nó không đủ, mình sẽ giới thiệu cho. Những lọc nhớt giả là nó không có cái van xả, và cái lưới lọc của nó bằng giấy nó cũng không thẩm thấu nhớt đạt luôn đó. Là có nghĩa là bơm lên nhưng mà nó qua nó không đủ à. Cho nên nó lên trên đầu một xước với hết dàn đầu. Tại sao mà dàn đầu xước, dàn dưới bụng cũng không xước à, nó cũng là một phần lọc nhớt. Rất là nhiều nguyên do mà tại nó bị gì mình mới biết tại sao nó như vậy đó. Cái ông thôi mở ra không biết thấy gì hư đó, thay đó. Giống như báo lỗi lên đi xóa lỗi, trong khi không biết được rằng là tại sao nó bị báo lỗi, là do cái bình nó không ổn định nguồn điện. Nó điện nó vô cái bơm không đủ. Nó cái bơm xăng không đủ. Đó, điện nó qua những cái con cảm biến khí nạp, khí xả không đủ. Thì làm sao mà nó không báo, nó không xử lý được. Nó đâu xử lý được hết, nó phải báo chứ. Báo cảnh báo để mình kiểm tra, và cứ mang đi xóa lỗi, thấy mấy trăm ngàn mất thời gian, trong khi cái lỗi của nó thì không phích. Rất là nhiều người bị như vậy, hỏi bên sang có xóa lỗi không. Mình luôn nói một câu là phải kiểm tra xem nó bị lỗi do đâu đó, em xóa cho anh được á, nhưng mà về mấy bữa nó bị lại à đó. Rồi sạc nó hư này kia, làm vậy mất thời gian của anh em, mất thời gian của bên mình đó. Nó không xử lý được vấn đề đó triệt để, làm gì. Thay một món đồ vô mình không biết cái hiệu năng của nó có phù hợp hay không, mình thay vô làm gì. Rất là nhiều người bị dính cái tình trạng như vậy. Còn những cái người khách mà mình gặp rất là nhiều người luôn, mình qua chiếc xe chỉ làm được 2 triệu mấy, em coi cấn thùng xăng sao. Ừ, còn không được thì kêu Ngáo ơi, phụ nó bằng tay Ngáo, mai mốt phải vậy chứ đừng có ấy. Qua một người đỡ một người ấy ra phụ á. Rồi mình cảm ơn anh em. Mình nói về cái clip này ở tình trạng đó thôi, là vấn đề bị lỗi check đồ á, mà rất là nhiều người không có biết cách xử lý ha. Bình axit này thường là chỉ có xài được, nếu mà xây zin là xài được nhiều là 3 năm, đa số anh em muốn ngon là 2 năm, thay 2 năm anh em quăng qua cái xe máy nhỏ xài được 2-3 năm nữa, chứ đâu phải nó hư luôn đâu, tại vì nó yếu đi, nó không đủ cho con xe thôi, chưa hư đâu. Bình nó để xài được 4-5 năm, gắn qua xe nhỏ xài được thêm 2-3 năm nữa đó. Rồi, cảm ơn em rất nhiều.